按文字，按聆听。上午7:01，9:13，释迦牟尼世尊于菩提树下睹明心悟道之。气，世尊云：奇哉奇哉，一切众生皆具如来智慧德相，但因妄想执着，不能证得。若离妄想，一切智、自然智、即得现前。世尊说，众生皆具如来智慧德相，这智慧德相是什么呢？原来智慧德相就是万德万能的佛性。实心缘你和其他七人赞留言，千经万典有大道西南文，名师指归路，夜挂一轮灯，贴的统摄万端小河，真言修持法，平法行气是用心。AGC 五，一则留言，赞，留言。还可以翻译的。有没有点按翻译？还可以翻译成，越南文啊，英文也可以啊。很多种语文都可以选，100多段。按聆听。7:01，请问吧，Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn dưới cội bồ đề thấy tinh tú giác ngộ. Bờ rìa, Đức Thế Tôn nói kỳ diệu thay, chúng sinh nào cũng có Như Lai trí tuệ đức độ mà mê lầm cố chấp, không thể chứng minh rằng nếu xa lìa mê lầm toàn giác trí tuệ tự nhiên, tức là đã có mặt. Đức Thế Tôn nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức Như Lai trí huệ này. Đạo đức là gì? Hóa ra trí tuệ và đức hạnh là Wonder One. Phật tánh khả dĩ. Bạn và 7 người khác. Thích. Tin nhắn. Có hàng ngàn tác phẩm kinh điển. Giao si có mùi khó chịu. Sư phụ dẫn đường về nhà. Đèn treo ban đêm. Tương đương thống trị mọi thứ. Sông nhỏ. Thực hành thần chú. AGC. Nam. Một tin nhắn. Thích. Tin nhắn. Có thể phân xét.